Hey hey hello, lại xin chào làm cho anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG Gaming. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thêm một chút về Thất Sát Kiếm Trần Tâm Kiếm Đấu La. Cùng với đó là cổ dung cốt Đấu La, hai đại trưởng lão chấn tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tất nhiên rồi, rất nhiều anh em đã ủng hộ mình và yêu cầu mình làm. Vậy tại sao mình lại không làm để phục vụ cho anh em chứ? Trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình rất mong anh em hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho LTG nhé. Rồi ok, đã quảng cáo xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với đại trưởng lão Chấn Tông Trần Tâm Kiếm Đấu La. Ông chính là đại trưởng lão trụ cột thứ hai của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Cổ Dung. Thực lực thì có vẻ mạnh hơn Cổ Dung một chút. Ông là một người có bộ tóc màu trắng khá là phong lưu. Trần Tâm xuất hiện ở danh môn thế gia Trần gia. Thế đại lấy kiếm thuật làm vi tôn, từ nhỏ đã bị cha vun đúc say lòng với tu hành kiếm thuật. Thời kỳ thiếu niên, người ông ngưỡng mộ chính là tổ phụ. Ông đã từng quan chiến trận so tài kinh thiên động địa của tổ phụ và thiên hạ đại nhất Đường Thần. Sau đó thì theo cha rong ruổi khắp nơi để theo đuổi kiếm đạo. Ông đã đi tới Tấy Ly Thạch Quốc, người ở đó mặc dù thiên phú cực cao, tùy tiện một người cũng là cao thủ 50 cấp. Nhưng mà ngộ tính của họ thì khá là kém, khó có thể đạt được tinh anh. Sau đó thì hai người đã cùng nhau rời đi. Về sau thì phụ thân của ông đã gặp phải thiên đạo lưu và cùng người giao chiến. Hai người từ đó đã tách ra. Phụ thân của ông vì đã thất bại nên đã tiết lộ với Trần Tâm bí mật liên quan tới cấp 99. Trần Tâm sau đó đã kể về câu chuyện của Đường Thần cùng với thiên đạo lưu tới Hải Thần Đạo cho Đường Tam. Trần Tâm sau đó bởi vì quá bức xúc nên đã từ bỏ cuộc sống hiện tại, trở thành côn đồ tới kiếm sống tại Sầm Giác Đấu Đấu Sĩ. Lúc 41 tuổi ông đạt cấp 66, khi đó ở sân giác đấu khiêu chiến gặp đối thủ là Cổ Dung. Đáng tiếc thì lúc đối chiến bị Cổ Dung cố ý dùng nước sôi đả thương tay khiến cho Trần Tâm cầm kiếm không yên và bị đánh bại. Những người thuê ông họ đều lỗ vốn và ông bị truy giết khắp nơi, chạy trốn suốt khoảng hơn thời gian 12 năm. Và rồi ông đã luyện tập, vào năm thứ nhất ông đã bắt đầu luyện tập câu cá, năm thứ ba bắt đầu luyện tập làm đao khí. Ông đã luyện tập chăm chỉ cho đến 12 năm sau ông đã đạt đến đẳng cấp Phong Hào Đấu La. Tuy rằng đã đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, nhưng mà ông vẫn bị mọi người truy sát, để rồi được Chữ Phong Chí giải cứu. Từ đó gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, về sau Chữ Phong Chí chiêu mộ Cổ Dung, bởi vì không phục nên ông đã liên tục khiêu chiến. Tuy nhiên thì Chữ Phong Chí vẫn để cho hai người thích làm gì thì làm mà thôi. Về sau lúc Đường Tam bị Vũ Hồn Điện truy giết, Trần Tâm cũng đã ra mặt bảo vệ, hồn lực ban đầu đạt tới cấp 97. Vũ hồn của ông là Thất Sát Kiếm, ông có tổng cộng 9 hồn hoàn, cùng cộng thêm một hồn kỹ đặc thù tên là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Đây cũng chính là đòn sát thủ uy lực rất mạnh nhưng rất khó tu luyện. Lĩnh vực của ông là thất sát lĩnh vực, tuyệt chiêu là thất sát kiếm pháp. Chính vì thế mà Trần Tâm có biệt danh là kiếm, kiếm đấu la. Ngoài ra theo ý kiến cá nhân của mình thì vũ khí của ông được đánh giá là thanh kiếm tương đương với thần khí, có thể xếp vào top 5 vũ khí mạnh nhất ở trong đấu la đại lục. Tại đấu la đại lục thì ông có rất ít đối thủ, ông đã từng đánh bại Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Nhưng mà cũng đã bị đánh bại bởi Đường Hạo, lúc đấy là đạt cấp 95 một mình chiến với hai phong ảo đấu la cùng cấp. Chính lúc đó ông đã đột phá tới cấp 96. Rồi trong lần diệt tộc, ông đối kháng với 4 phong hào đấu la cùng Vũ Hồn Điện rồi đột phá cấp 97. Ông đã đánh chết một phong hào đấu la cấp 95 nhưng bị chặt đứt một cánh tay. Về sau, Cổ Dung cùng với Trần Tâm vì cứu Đường Tam mà chiến đấu với Giáo Hoàng Bỉ Đông và cuối cùng bị giết. Sau khi Trần Tâm chết, Trần Giáo huyết mạch cũng là tuyệt hậu. Vũ Hồn Thất Sát Kiếm lúc này là đoạn tuyệt, cũng không còn xuất hiện nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đại trưởng lão Chấn Tông Cổ Dung cốt Đấu La. Ông cũng chính là một trong hai trụ cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thời liên thiếu bị vứt bỏ trở thành ăn mày, sau đó không hay cười. Đến 57 tuổi ông thức tỉnh vũ hồn tiên thiên mãn hồn lực, lên được nhà phù thủy mang đi đào tạo. Nhưng bởi vì đã từng lếm trải hoàn cảnh ăn xin, khổ lạ lên căm ghét thế giới dối trá, cho nên tới nay ông vẫn độc lai độc vãn, rất ít người cùng giao tâm, hành động cử chỉ hơi điên. Năm 37 tuổi đã đạt cấp 58 hồn vương. Khi đó cùng Trần Tâm đối chiến, ông sử dụng mưu kế khiến Trần Tâm bị bỏng tay, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đến năm 55 tuổi đạt cấp 89, thiếu chút nữa là đạt tới phong hào đấu la. Bởi vì trong lòng ông đã có tâm ma nên không thể đột phá, sau đó Chữ Phong Chí đến giải quyết tâm ma. Ông đã đột phá được phong hào đấu la, nhưng lập tức liền bị Trần Tâm khiêu chiến. Cùng với Trần Tâm hợp tác, cả hai người là bạn thân, cùng là đối thủ cả đời của nhau. Hồn lực của ông là cấp 95, hồn hoàn là 9 hồn kỹ. Ông còn có kỹ năng không gian có thể giải phóng truyền thống không gian được gọi là thời không chuất cốc.
Ban đầu ông gặp Đường Tam thì rất muốn giết Đường Tam, nhưng mà Chữ Phong Chí ra lệnh lên từ bỏ. Về sau lúc Đường Tam bị ám sát, ông lại ra mặt bảo vệ. Trong cuộc so tài giữa các tông môn, Cổ Dung đã khiêu chiến Đường Khiếu và họ đã ngang ngửa nhau. Nhưng mà gặp anh hạo của ta thì vẫn bị bổ cho không trượt phát nào. Biệt danh được gọi là đại nhất phòng ngự, đại nhất quỷ dị. Rồi trong một lần hành động, Cổ Dung, Trần Tâm, Chữ Phong Chí cùng mọi người cùng nhau kiềm chế 4 vị phong ảo đấu la. Thủ hộ Trần Tâm đột phá cấp 97. Về sau trong cuộc chiến của hai vị thần, vì cứu Đường Tam mà cùng kiếm đấu la Trần Tâm liên thủ công kích Bì Bì Đông. Thực lực có thể nói là phát huy tới cực hạn, nhưng đáng tiếc, người và thần là khác biệt. Cả hai đã bị Bì Bì Đông giết chết trong nháy mắt, thân thể hóa thành đầy trời xương bẻ. Vừa rồi là một vài thông tin của hai vị đại trưởng lão chấn tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dung Cốt Đấu La và kiếm đấu la Trần Tâm. Tất nhiên thì trong video này vẫn có rất nhiều thiếu sót. Các bạn có thể comment ý kiến của các bạn ở dưới phần comment để giúp cho NTC cải thiện hơn. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tất nhiên thì đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTC nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.